Chào mừng các sếp đã quay trở lại với Người Chơi Đồ. Lại là tôi và những chiếc laptop gaming. Đây là Acer Nitro 16 Phoenix, lô mới được sản xuất đầu năm 2024 với cấu hình là Ryzen 7 7840H RTX 4060. Thì đây chắc chắn là chiếc máy đang nằm trong top đáng mua nhất trong phân khúc dưới 25 triệu. Và trước khi đến với review chi tiết, thì nếu các sếp đang tìm mã này rẻ nhất thì hãy đến ngay với Trung Trần Laptop. Giá của mã này chỉ đang 24,5 triệu. Mua laptop yên tâm nhất thì đến với Trung Trần. Còn bây giờ là vào luôn video. Đầu tiên là phần ngoại hình thì tôi đã lên mã Phoenix này phiên bản chính hãng một hai lần gì đấy rồi. Phải công nhận là so với Nitro 5 thì phần gia công của Phoenix nó có tốt hơn. Với các phiên bản từ 2023 thì mặt lưng sẽ đều có logo ngọn lửa và một số đường kẻ màu để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên thì một cái mà tôi không thích lắm là lớp phủ của mặt lưng cực kỳ khó lau sạch. Nếu có lau thì nó sẽ để lại vết khá rõ. Mà cái kiểu phủ mịn này thì cũng làm cảm giác sờ vào rất là nhựa. Mặc dù đây là kim loại nhé. Tuy nhiên thì tôi cũng không rõ đây có phải là điểm trừ không, tại vì là so với bản 2022 thì cái bản này được hoàn thiện khá là chắc chắn. Nó không còn cảm giác ọp ẹp, cầm vào thấy máy khá đầm. Còn lại thì từ các mặt cạnh đến khe tản nhiệt phía sau nó gần như là giống y hệt Predator, chỉ khác mỗi cái mặt lưng thôi. Thì đây là một cái điểm cộng, tại vì dù sao thì Predator cũng là dòng cao cấp, Phoenix nó sẽ ở kiểu giữa giữa. Tuy nhiên thì nó sẽ giống hệt Predator, thì đây sẽ là một cái lợi thế. Nhưng có một cái tôi thấy khá dở hơi là Acer có Nitro 5 và Nitro V là hai mã khác nhau hoàn toàn ấy, thì cái này nó sẽ hơi dễ gây nhầm lẫn ấy, tại vì chữ V nó như kiểu là số 5 la mã ấy. Nên là nếu các sếp có cân nhắc mua thì nhớ check kỹ. Về cổng kết nối thì đây là máy gaming chắc chắn sẽ rất thoải mái các loại cổng. Cạnh phải có hai cổng USB A 3.2 Gen 2, sau lưng có một HDMI, trong đấy thì có một cổng hỗ trợ Thunderbolt. Cạnh trái có một cổng LAN, một khe thẻ micro SD không làm gì lắm và một jack 3.5. Thì đây là số lượng cổng thường thấy ở các mẫu gaming của Acer thôi, gần như là không khác gì nhau cả. Với nhu cầu của các game thủ thì như này là ngang một cái PC rồi, thậm chí là còn hơn, tại vì PC nhiều cổng A chứ cũng có ít cổng C. Mọi nhu cầu sẽ được phục vụ đầy đủ với chiếc máy này. Tổng quan về thiết kế thì nó chính là Predator thôi, khác nhau mỗi cái mặt lưng. Xấu đẹp thì tùy thẩm mỹ, nhưng mà gaming thì chắc chắn là rất chất gaming. Tiếp theo là màn hình, thì đây là một cái màn hình cực kỳ cơ bản trong mức giá 24 triệu. Tầm tiền này thì chỉ có Full HD hoặc là Full HD cộng thôi. Nhưng mà với tôi thì đây không phải điểm trừ mà nó lại là một cái điểm cộng. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về hiệu năng với màn hình Full HD. Nó quá nhẹ nhàng để máy có thể phát huy tối đa hiệu năng, mà cũng rất hợp lý để không bị quá nhiệt. Tôi đã trải nghiệm qua nhiều laptop rồi thì thấy là mấy cái máy màn Full HD luôn chơi game mượt và ổn định hơn khá so với 2.5 hay là 3.2K. Về thông số thì bản này màn hình là 1920x1200, tức là nét hơn Full HD một tí nhưng mà nó cũng không quá đáng kể. Tỷ lệ là 1610, kích thước 16 inch, độ sáng tối đa 400 nit, 165Hz, hỗ trợ đầy đủ G-Sync chống xé hình. Nhưng mà thực ra là từ vài năm trước tôi cũng rất ít khi bật G-Sync, chỉ khi nào mà cấu hình thừa khỏe mà game nhẹ thì mới bật thôi, không thì cứ dùng cơ bản cũng là mượt lắm rồi. Về giải màu thì hãng công bố là 100% sRGB, nhưng mà tôi không tin cái này lắm, tại vì lúc sử dụng thấy màu có vẻ không được quá chuẩn, và chắc chắn là mọi người mua chiếc máy này cũng không phải là vì màu chuẩn nên là cái này có thể bỏ qua được. Tóm lại là màn hình rất cơ bản, dễ dùng, dễ tối ưu. Đến với hiệu năng đi thì đây vẫn có thể coi là một trong những chiếc máy mạnh nhất so với tầm giá 25 triệu, gần như là vô địch. So với các phiên bản thường thấy tại Trung Trần thì lần này tôi có đây là chip AMD và các NVIDIA. Cụ thể đây là Ryzen 7 7840H, một con chip đuôi H, tức là nó hiệu năng cao. Để so sánh thì nó tương đương với i7 13700H, thậm chí là còn khỏe hơn tầm 4%. Với điểm CPU trung bình là 28.000 hơn thì chắc chắn là nó nằm trong top hiệu năng của khá nhiều bảng xếp hạng. Nó chỉ kém điểm số của con i9 13900H khoảng là 3% thôi. Nên là có thể thấy đây là một con chip rất mạnh của AMD. Càng thích hợp 780M thì chắc chắn là nó hơn con Iris Xe một đoạn. Với 8x16 luôn, không phải là quá nhiều nhưng mà vẫn thoải mái phục vụ tất cả các tác vụ. Xung tối đa 5.1GHz là rất cao so với một chiếc laptop 24 triệu. Có một cái điểm đáng lưu ý nữa là gần đây chip AMD mát và có vẻ tối ưu tốt hơn Intel. Và khi tôi trải nghiệm thực tế thì thấy như vậy, nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng 3-4 độ, thậm chí là với nhiều chip cao cấp hơn thì nó còn ổn định hơn nhiều so với các bản i9 khác. Nếu đang lăn tăn về mặt AMD thì cứ quất thôi, tại vì giờ Ryzen nó khác xưa lắm rồi. Và đi kèm với con chip này là RTX 4060, một sự quen thuộc trong những con máy như thế này. Qua hơn 1 năm ra mắt thì trải nghiệm qua rất nhiều mẫu laptop có 4060 thì tôi thấy là không có gì phải phàn nàn với sức mạnh của nó cả. Tất nhiên là các tác vụ từ chơi game, làm việc đều nhai được hết, mà kể cả bạn có muốn cả khác thì cũng không có đâu, tại vì năm ngoái đến năm nay thì họ vẫn sẽ phủ 4060 ở phân khúc dưới
dưới 40 triệu. Muốn 3070 Ti thì phải tìm mấy mẫu cũ 2022 mới có. Nhưng mà 4060 thì sẽ có cái lợi thế là công nghệ mới, nên là theo tôi thì có cái gì mới mà mua. Thực tế sử dụng thì Valorant Liên Minh thì không phải nói rồi, nó quá mượt, 300-400 FPS quá đơn giản. Nếu phải chọn một mẫu để chơi hát eSports thì chắc chắn là tôi sẽ chọn những mẫu có cấu hình và màn hình như thế này. Nó sẽ tiện và nó tối ưu khi chơi game. Với những game nặng hơn như là PUBG này, low setting thì FPS luôn ổn định ở mức 120-140. Nhưng có một cái đáng lưu ý nhé, là nó sẽ không bị xé hình. Nhiều máy cao cấp hơn thì do màn hình nó hơi nét quá, nên là mặc dù vẫn 100-140 FPS nhưng sự ổn định là không cao. Khi mà nó nóng lên thì nó sẽ giật lúc có mắt căng. Còn với những cái mẫu như chiếc máy này thì tôi thấy ít khi gặp những cái hiện tượng đấy, kể cả lúc nó drop xuống 100 thì cũng không bị. Thì có thể đây là một lợi thế của cái việc là cái gì nó cũng tầm trung trong khi cấu hình là cận cao cấp. Nặng hơn nữa thì đến với Cyberpunk thì khá bất ngờ nhé, khi mà tôi để max setting với ray tracing là low thì nó vẫn trên 80 FPS. Và một lưu ý là chơi cảm giác rất mượt, cái đấy mới là cái đáng nói. Setting này thì vẫn đảm bảo có hiệu ứng blur đầy đủ mà hình ảnh vẫn sắc nét, trải nghiệm chơi game nó sẽ sướng hơn khá nhiều với những tựa game như là Cyberpunk. Thì có thể nói là chiếc máy tôi đang có ở đây được setting tốt, nhưng mà kể cả với Legion hay là Acer với cùng cấu hình và các linh kiện như này thì nó luôn mang lại trải nghiệm rất tốt, thậm chí là tốt hơn so với các mẫu cao cấp 35-40 triệu. Các mẫu kia thì không phải là yếu mà nhiều khi nó không quá vượt trội về mặt hiệu năng như tôi kỳ vọng. Còn với những chiếc máy như là Nitro 16 thì nó kiểu mình dùng không phải nghĩ gì, cứ mặc định dùng là đã rất ngon rồi. Tổng quan về hiệu năng thì với mức giá này hoàn toàn có thể mua thêm gear và màn rời để cắm như PC cũng rất ngon, gần như là vô địch. Về bàn phím và trackpad thì nó y hệt Predator, full size, có RGB, có thể tùy chỉnh màu. Phía trên phím có một khoảng khá to để nút nguồn và khe hút gió. Về cảm giác bấm thì rất tốt này, cực kỳ phù hợp để chơi game. Hành trình sâu, nhấn mềm, bám tay, không sợ trượt khi combo nhiều nút. Trackpad thì dở hơn xưa rồi nên là cũng không nhắc đến nhiều, 99% nên dùng chuột. Về nhiệt độ thì không hiểu sao là app nó không hiển thị, nhưng mà chắc chắn là nó có nóng. Tuy nhiên là lúc tôi chơi thì không thấy phím bị nóng lên nhiều và cái sự ổn định cũng khá tốt, nên là tôi đoán nó tầm 65 đến dưới 70 độ. Cái máy trước cùng cấu hình này thì nhiệt tầm đấy thôi. Cơ bản là vì nó cũng không phải gánh màn hình quá nét hay là chip quá khủng, nên là nhiệt độ và sự ổn định của nó rất ok. Thế thì ai nên mua chiếc máy này? Với cấu hình và giá thành rất tốt thì chiếc máy này dành cho anh em đang tìm một chiếc laptop gaming dùng lâu dài, không muốn phải đầu tư quá nhiều mà giá trị sử dụng vẫn cao. Chắc chắn là Nitro 16 Phoenix sẽ là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Nó có được ngoại hình ấn tượng, cấu hình mạnh, khả năng tối ưu ngon, không có lý do gì mà tôi thấy là không nên mua nó cả. Cái số tiền thừa còn lại thì có thể đầu tư thêm cái màn hình với bộ gear nữa, là vừa có máy đi học đi làm, về nhà lại có setup chơi game, không có gì là hơn nữa luôn. Và nếu các sếp thấy chiếc máy này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy đến ngay với Trung Trần Laptop, nơi đang bán giá rẻ nhất thị trường, bảo hành 12 tháng yên tâm sử dụng. Mua laptop yên tâm nhất thì đến với Trung Trần. Và đó là suy nghĩ và trải nghiệm của tôi về Nitro 16 Phoenix phiên bản Ryzen 7 4060. Các sếp thấy sao về chiếc máy này? Trong tầm giá 25 triệu thì nó đã vô địch chưa, hay còn mẫu nào ngon hơn mà tôi chưa biết thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tất là vui vẻ, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.